Đầu tiên chúng ta đặt ngón số 4 của tay trái vào nốt son. Son, son. Tiếp theo tay phải đặt ngón số 2 vào nốt re. Đó. Mi, mi, re. Lại nha. Son, son, re, re. Mi, mi, re. Hai. Do, do, si, si, la, la, son. Hai. Câu 2. Re, re, do, do, si, si, la. Hai. Re, re, do, do, si, si, la. Hai. Câu 3. Son, son, re, re, mi, mi, re. Hai. Do, do, si, si, la, la, son. Hai. Câu 3 giống câu 1 luôn. Chúng ta nên tập từng câu nha, rồi sau đó mới ghép cả bài. Bây giờ mình sẽ đếm 4 phát rồi chúng ta bắt đầu nha. 1, 2, 3, 4. Son, son, re. Cùng tập với phần nhạc đệm của Linh Nhi nha. 1, 2, 3, 4. Son, son, re, re, mi, mi.